Abhidhamma, chân chính, hiếu nghiệp xứ, Kammattha, na sanggaha. Bài 73, thoát hiếu nghiệp xứ, Kammattha, na sanggaha. Tiếp theo, do Hòa Thượng Tuệ Sư biên soạn và dẫn giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta cho nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin hành kính cùng thỉnh Tòa Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bố Thầy Giả. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian dạy, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dạy hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thủ lần thầy, chúng con kính đảnh lễ chư thượng. Tổng Minh Hạnh, chúng ta chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay. Bài 73, chương 9, tốt yếu nghiệp xứ. Kammatthana Sanggaha. Tiếp theo, các vấn đề nghiệp xứ. 1. Nghiệp xứ phân theo tánh nết. Có 6 loại tánh nết. Charita, Chariya. 1. Tánh ái. Raga Charita là người sống nặng về tình cảm, ham thích, tham đắm, ái luyến. 1. Tánh sân. Dosa Charita là người nóng tính, dễ giận dữ, dễ nổi quạo, độc cằn thô lỗ. 3. Tánh si. Moha Charita là người đờ đẫn, chậm hiểu, không thông minh. 4. Tánh tính. Satta Charita là người dễ tin, dễ phát khởi niềm tin, dễ xu hướng. 5. Tánh giác. Buddhi Charita là người có trí, thông minh, sống thiên về lý trí, biết suy nghĩ, cân nhắc. 6. Tánh tầm. Vittaka Charita là người hay nghĩ ngợi, nói nhiều, hay đang làm sự. Hành giả trước khi tu tiến thiền định cần phải chỉnh sửa tánh nết cho chánh hướng, không rõ sẽ trở ngại sự tiến tu chứng đắc. 1. Người có tánh ái nặng cần phải khắc phục bằng cách quán niệm 10 đề mục bất mỹ, Asuppha, tức niệm tự thi, và quán thân hành niệm Kayagata Sati, tức niệm thể trượt. 2. Người có tánh sân nặng cần phải khắc phục bằng cách tu tập 4 phạm trú Brahma Vihara và 4 biến sắc màu Vanna Kasina là xanh, vàng, đỏ, trắng. 3. Người có tánh si và tánh tầm. Cả hai tánh nết này cần khắc phục bằng cách niệm hơi thở hay nhập xuất, tức niệm Anapanasati. Người tánh si và tánh tầm, tâm lơ lãng, không tập trung do phóng dật, hoài nghi và suy tầm, nên cách chú ý vào hơi thở, ra vô, luyện tâm tập trung rất hiệu quả.
4. Người có thánh tín, nếu không khéo an lập niềm tin, chánh tín, sẽ sanh ra mê tín, cuồng tín, nên phải chỉnh đốn bằng cách tu tập 6 tùy niệm. Anuṣṭhati là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiên. Khi đó tâm hành giả chỉ khởi lên niềm tin tâm bảo và tin các thiện hạnh thôi. 5. Người có tánh giác hay tánh thông minh, nếu không khéo tu sẽ dẫn biện luận và cho nên phải chứng bằng cách suy nghĩ về sự chết và niệm tử. Maranusati hay Upasamanusati nghĩ nhờm gớm thực thực. Ahadre Patikula Sanya và suy nghĩ và suy tư phân biệt tứ đại. Chattuttha-tupa-vatthana khi hành giả tư duy về cái, về các đề tài vi tế thâm sâu như vậy, trí tuệ được khơi dậy, chánh hướng. Sau khi đã sửa chữa tánh nết, thích nghi với tâm lý tu tập, hành giả mới bắt đầu tu tiến theo bất cứ đề mục nào trong 40 đề mục. Nếu như vậy, có lẽ là không có sự cấm kỵ nào cho hành giả tu tiến nghiệp xứ khi mà hành giả đã khắc phục được nhược điểm tánh nết. Hơn nữa, sự phân loại đề mục theo tánh nết, tà kiến là ý kiến của các vị giáo thọ trong kinh luật chánh tạng không có nói đến. 2. Nghiệp xứ tuân theo giai đoạn tu tiến. Giai đoạn tu tiến Pavana. 1. Bước chuẩn bị Parikamma Pavana là giai đoạn tu tập khởi đầu, sắp đặt đề mục, dán tâm trên đề mục để làm quen, nhất hành tâm Ekagata Chetasika. Ở giai đoạn chuẩn bị này gọi là Sakna Định, Kanika Samadhi. 40 nghiệp xứ đề mục chỉ đều bước qua giai đoạn khởi sự tu tập này, tức là bước tu chuẩn bị Parikamma Pavana. 2. Bước tu cận hành Upachara Pavana là giai đoạn tu tập đề mục thuần thục hơn, tiến gần thiền định, cận kề với sự đắc chứng, nhất hành tâm Ekagata Chetasika. Ở giai đoạn 2 này gọi là cận định Upachara Samadhi. 40 chiếu kiến nghiệp xứ được tu tập nghiêm mật sẽ bước qua giai đoạn cận định này. Nhưng trong đó có 10 đề mục tu tập chỉ đạt đến cận định là đỉnh cao, tức là 8 tùy niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Nhất, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Tưởng, niệm Tịch Tịnh, một tưởng nhầm gớm Phật thực, một phân biệt tứ đại. Còn 30 đề mục khác thì không dừng lại ở cận định mà tiến xa hơn nữa, tức là bước qua giai đoạn chứng thiền định. 3. Bước tu tiến an trị Appanna Pavana là giai đoạn chứng đắc thiền định, các tâm động lực đáo đại Mahakata Chavana và động lực siêu thế Lokuttara Chavana, gọi là động lực an trị hay động lực kiên cố Appanna Chavana. Nếu tu tiến với chỉ nghiệp xứ Samatha Kammatthana thì đắc thiền Chana hay động lực đáo đại. Nếu tu tiến với quán nghiệp xứ Vipassana Kammatthana thì đắc đạo quả Magga Phala hay động lực siêu thế. Trong 40 đề mục chỉ nghiệp xứ có 30 đề mục đạt tới chứng thiền hay an chỉ định Appanna Samadhi là 10 đề mục biến xứ Kasina, 10 đề mục bức mỹ Asupa, 4 đề mục phạm trú Brahma Vihara, 1 đề mục thân hành niệm Kaya Gata Sati,
một đề mục nhập xuất tức niệm Anapanasati, và bốn đề mục vô sắc Arupa, ba nghiệp xứ tuân theo thiền chứng. Có 30 đề mục đưa đến chứng thiền hay an chỉ định, trong đó có những đề mục chứng thiền sắc giới, có những đề mục chứng thiền vô sắc giới, có những đề mục chỉ chứng sơ thiền, có những đề mục chứng bốn thiền sắc giới thọ hỷ, có đề mục chỉ chứng ngũ thiền sắc giới như sau. 10 đề mục biến xứ Kasina và đề mục nhập xuất tức niệm Anapanasati là 11 đề mục chứng năm bậc thiền sắc giới. 10 đề mục bất mỹ Asupa và đề mục thân hành niệm Kaya Gata Sati là 11 đề mục chỉ chứng sơ thiền sắc giới. 3 đề mục phạm trú Brahma Vihara từ Metta Bi Karuna Hỷ Mudita là 3 đề mục chỉ chứng sắc giới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. 1 đề mục xả phạm trú Upakha Brahma Vihara chỉ chứng sắc giới ngũ thiền. 4 đề mục vô sắc Arupa là 4 đề mục chứng thiền vô sắc giới Arupa Jhana. 4. Ba ứng chứng tu thiền Ravana Nimitta. Có 3 ứng chứng Nimitta khởi lên khi tu tiến nghiệp xứ. 1. Ứng chứng sơ khởi hay sơ tướng Parikamma Nipitta là ấn tượng đề mục được ghi Parikamma Phabana. Tất cả đề mục khi khởi sự tu tập đều là ứng chứng sơ khởi. 2. Ứng chứng khắc ghi hay thu tướng Utkaha Nipitta là đề mục hiện rõ trước tâm sau khi niệm sơ tướng sâu đậm. Thí dụ, sơ tướng đề mục đức Atavi Kasina, hành giả nhìn chăm chú địa đức tròn đến lúc nhập tâm, dù mắt nhắm lại vẫn hiện ra màu sắc của địa đức tròn. Cả đề mục được ghi nhớ ấy gọi là tứ tướng Utkaha Nipitta. Ứng chứng này vẫn còn trong giai đoạn tu tiến chuẩn bị Parikamma Phabana và cùng khởi lên cho tất cả đề mục. 3. Ứng chứng tái hiện hay tự tướng Patipagnimitta. Khi định tiến bộ tại thời điểm ấy, tự tướng Ugahanimitta thay đổi thành tướng sáng chói, rõ ràng và vững vàng. Tướng sáng chói ấy như sơ tướng là tự tướng Patipagnimitta, nhưng nó sáng hơi rõ hơn so với sơ tướng Parikamanimitta và thứ tướng Utkahanimitta. Tự tướng hoàn toàn không có những khuyết điểm gì vết. Thí dụ, đề mục biến xứ đất khi đạt đến tự tướng thì những khuyết điểm như mặt đất sần sùi, lằn nứt thì vết không còn nữa. Ngay khi tự tướng hay ấn chứng này phát sinh thì hành giả đạt đến khẳng định Upacara Samadhi, bước vào giai đoạn tu tiến cận hành Upacara Phabana. Tự tướng không hình thành đối với một là 8 tùy niệm đầu, 4 phạm trú niệm tưởng thực hiện tứ đại. Tự tướng có thể xuất hiện với 22 đề mục là 10 biến xứ, 10 bất mỹ, 1 thân hành niệm và 1 nhập xuất tức niệm. 5. Sự chứng đắc sơ thiền. Hành giả chăm chú trên tự tướng Patipagnimitta, tiếp tục niệm niệm đề mục cho đến khi tự tướng ấy được vững chú, làm cho lan tỏa, thì lúc ấy đạt đến cận hành định Upacara Samadhi.
Samadhi khiến khiến năm trường cái Nivadana lắng yên, hành giả đạt đến an chỉ định hay kiên cố định. Appanna Samadhi sơ thiền với năm chi thiền hiện khởi là tầm tứ hỷ lạc và nhất hạnh. 6. Sự chứng thiền thứ hai và cao hơn. Hành giả đã chứng đắc, muốn chứng dễ thiền cần phải có năm pháp tự tại. Vassi hay Vassita là 1. Hướng tâm tự tại. Avachana Vassi tức là thuần thục trong việc hướng tâm đến chi thiền đã chứng. Hướng tâm dễ dàng, không khó khăn. 2. Nhập thiền tứ đại. Tứ tại. Nhập thiền tự tại. Samapachana Vassi tức là thuần thục trong việc nhập định với thiền đã chứng. Nhập định bất cứ lúc nào mình muốn, không khó khăn. 3. Chú thiền tự tại. Atitha na vasi tức là quyết định an trú trong thiền ấy bao lâu, tùy ý muốn. 4. Xuất thiền tự tại. Uttha na vasi tức là thuần thục trong việc xuất khỏi định lúc thời gian đã trụ tính. 5. Phản kháng tự tại. Vajjavekkhana Vassi tức là thuần thục trong việc xét lại chi thiền của tầng thiền đại chứng. Khi hành giả có năm pháp tự tại đối với sơ thiền, ưu tiến ly tầm. Vittakka-virāgapavana nhìn vào tính thô thiện của tầm. Vittakka việc bỏ tầm, chứng và chú nhị thiền. Thiền thứ hai chỉ có 4 chi thiền là tứ, hỷ lạc và nhất hành. Tiếp theo, hành giả phát triển năm pháp tự tại bát si đối với nhị thiền, nhìn vào tính thu thiện của tứ vichara, việc bạch tứ, tu tiến ly tứ vichara viraga và bana, chứng và trú tâm thiền. Trạng thái thiền chỉ còn 3 chi là hỷ lạc và nhất hành. Hành giả tiếp tục phát triển năm pháp tự tại bát si đối với tam thiền, nhìn vào tính thu thiện của hỷ vì tích loại trừ hỷ, tu tiến ly hỷ vì tích vi ra gấp và bát na, chứng và trú tứ thiền. Một trạng thái thiền chỉ còn 2 chi là lạc và nhất hành. Và đồ hành giả phát triển năm pháp tự tại bát si đối với tứ thiền, thấy được tính thô thiện của lạc, xuất khá và lại trừ chi lạc. Tứ thiền thứ năm chỉ có 2 chi thiền là xả và nhất hành. Không dừng lại ở đây, hành giả phát triển năm pháp tự tại bát si đối với ngũ thiền sắc giới, vì ấy nhập và xuất ngũ thiền sắc giới với chính đề mục biến xứ, ngoại trừ hư không biến xứ. Akasakasina xét thấy những khuyết điểm của sắc pháp rupa để không dính mắc vào sắc pháp, rồi hướng tâm đến sự tĩnh lặng tinh tế và vô sắc. Trước hết, hành giả chú tâm vào không gian akasa và niệm akaso ananto. Akaso ananto hư không vô biên, hư không vô biên, đó là chuẩn bị tu tiến. Prikavavana khi tiếp tục niệm hư không vô biên, vượt qua sắc tưởng, không còn mảy may sự khâu khát thiền sắc giới, hành giả đạt đến vận hành tu tiến. Upacharapavana hành giả tiếp tục niệm đề mục không vô biên một cách nghiêm. Appanapavana như vậy gọi là chứng đắc đệ nhất thiền vô sắc không vô biên xứ. Akasa nhằm trà giá tân ách. Kế đến, hành giả làm cho tinh thục đệ nhất thiền vô sắc bằng năm pháp tự tại Vassi, rồi chú tâm đến thiền không vô biên xứ, thấy rằng tâm thiền này là không cùng tận và niệm thức là vô biên, thức là vô biên. Đây là bước chuẩn bị tu tiến. Brikamma Phavana là tiền thứ hai. Khi niệm thức vô biên, đại nhập tâm không
không còn vương vấn thiền không vô biên nữa, vì ấy đạt đến cận hành tu tiến. Upachara và Banna. Tiếp tục chú niệm và vươn tới an trì tu tiến. Upanna và Banna. Chúng đắc đệ nhị thiền vô sắc, gọi là thiền thức vô biên sự. Bình nhà nhân trà gia tana. Thế rồi khi đã tinh thục bằng năm pháp tự tại Vassi, đối với nhị thiền vô sắc, hành giả bước vào giai đoạn chuẩn bị tu tiến cho thiền thứ ba. Thấy không có gì là thức vô biên, hành giả niệm. Không có gì, không có gì. Và để đến cận hành tu tiến với đề mục vô sợ hộ xứ. Từ cận hành, vị ấy đạt đến an trì tu tiến, chứng đắc đệ tam thiền vô sắc, gọi là thiền vô sợ hữu xứ. Akim chân nhà gia tân ạ. Cuối cùng, hành giả sau khi tinh thục thiền vô sắc thứ ba, chuẩn bị tiến đến đệ tứ thiền vô sắc bằng cách lấy tâm thiền vô sợ xứ làm cảnh, tham niệm, tâm này an tịnh, tâm này tinh lương. Sanya metang, panita metang. Đến chỉ tướng chứng đắc để thiền vô sắc, gọi là thiền phi 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 tượng xứ. Neva sanya, na sanya yatana. Thiền chứng với chỉ nghiệp xứ. Samatha kamma thana. Có hai loại tâm thiền thiền usala chana chitta và thiền tố kriya chana chitta. Hành giả phàm tâm nhân và thánh hữu học tu trì nghiệp xứ sẽ chứng tâm thiền thiền bậc a la hán. Tu trì nghiệp xứ sẽ chứng tâm thiền tố, hoặc vị ấy tu chứng thiền thiền rồi sau đó đắc a la hán sẽ chuyển thành thiền tố. 7. Năng lực siêu nhiên của thiền định. Năng lực siêu nhiên hay còn gọi là thắng trí thần thông, áp phình nhà. Khi hành giả đã đắc chứng thiền sắc giới, rupa, vajana, chana và thiền vô sắc giới, rupa, vajana, chana với tâm thuần tịnh, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vì ấy hướng tâm đến các năng lực siêu nhiên và thành tựu thần tông dựa trên 10 đề mục biến xứ Kachina. Có 5 loại thần thông thế. 1. Biến hóa. Ifivita là năng lực hóa ra những vật theo ý muốn, hoặc biến ra nhiều thân, hoặc đi trên hư không, đi ngang mặt nước, đi xuyên qua núi, qua tường, động thổ, vân vân. 2. Thiên nhị thông. Vipassota là năng lực nghe được những âm thanh thô tế gần xa mà người thường không nghe được, như tiếng nói chư thiên, ma quỷ, vân vân. 3. Tha tâm thông. Cheto pariya nhana. 2. Parichitta vichanyana là năng lực biết tâm của người khác, hiểu được ý nghĩa của người khác, các nghĩ gì. 4. Túc mạng thông. Upenivasa nusati là năng lực nhớ được các đời sống quá khứ của mình, từng nét đại cương và chi tiết. 5. Thiên nhãn thông. Vipachakku là năng lực thấy được cảnh sắc vi thế hay ở xa hoặc bị giấu kín. Thiên nhãn thông còn bao gồm khả năng thấy biết sự chết và tái sanh tùy duyên nghiệp của chúng sanh, gọi là sanh tử trí. Chuttu pappa tát nhà nã hay tùy nghiệp sở vạn trí. Yattha kammu paga nhà nã. Thêm nữa, thiên nhãn thông còn là khả năng tiên tri những điều sẽ xảy ra tương lai, gọi là vị lai phần trí. Anagatang sát nhà nã. Điều nói rằng hành giả phải chứng đắc thiền sắc giới và thiền vô sắc giới mới thành tựu thần thông, là vì khi chứng thiền như vậy, tâm mới thuần tịnh, nhu nhuyến. Nhưng cụ thể
để làm và phải tu chứng năm thiền sắc giới với 10 đề mục biến xứ ca xí ná, rồi nhập ngũ thiền sắc giới làm nền tảng. Ba đắc ca bằng chăm mạ trà nạ, xuất thiền cơ mới hiện thông. Đây là phương thức hoàn tiếp. Biên soạn giáo trình Tỳ kheo Tuệ Siêu. Dạ vâng, giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh Hòa thượng Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giác. Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ tăng chúng. Kính thưa tùng đức kính thưa quý vị. Tiếp theo cái phần chỉ nghiệp xứ. Sau khi chúng ta nói đến 40 đề mục thiền chỉ, chúng ta lại đề cập đến 7 vấn đề nó liên quan đến chỉ nghiệp xứ. Thật ra thì ở trong phần này soạn thì chúng tôi cũng chỉ soạn như vậy, dựa theo cái gì mình đã học, đã biết, và dựa theo sách mà các bậc tiền bối, các vị giáo thọ, thì đàm đã giảng giải để trình bày. Chúng tôi cũng chỉ rút ngắn lại, giản lược lại. Vì ở đây đó, những điều này không phải là cái điều mà chúng ta thực hành. Với lại trong cái thời buổi hiện tại, không có ai mà nghĩ đến cái việc mà phải tu tiến thiền chỉ để đạt đến, để chứng đạt các tầng thiền từ thư giới đến vũ thì sắc, hành 40 đề mục vô sắc để chứng thiền vô sắc giới. Và càng không thể có được những người vị mà họ chứng đắc thiền có được năm cái thần thông hay là năm cái thắng trí do cái tâm thiền. Nó cũng khó lắm thưa quý vị. Vì nếu như mà chúng ta đọc kỹ ở trong Thanh Tịnh Đạo thì chúng ta sẽ thấy không phải vị nào đức thiền cũng đều có khả năng hiểu thông hết. Thôi thôi một lắm. Muốn có cái khả năng hiện thông cho nên ở đây khi mà trình bày về những vấn đề này thì chúng tôi chỉ ghi tóm tắt, gọi là để có cái tư liệu giúp cho cái người học họ tự nghiên cứu. Cho nên không cần phải hướng dẫn một cách chi lý, một cách chi lý được. Chúng ta cũng có thể tham khảo thêm về những cái khía cạnh của thiền chỉ
ở trong thanh tịnh đạo, cái phần nữa về định samadhi, cái phần thứ hai thì ở đó có thể là chi tiết hơn. Ở trong Abhidhammasagara, ngài Anuruddha, ngài cổ trên thanh tịnh đạo, mà trước đó vào khoảng 500 năm sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, thì ngài Bố Thân Cô Sáng, ngài đã soạn. Sau này ngài Anuruddha, quý vị nhớ là cái tên gọi Anuruddha đó không phải là tôn giả Anuruddha thời Đức Phật nha. Đây chỉ là một vị tỳ kheo hậu thời, cũng với cái nhưng mà vị đó không phải là vị thánh A La Hán Anuruddha đắc thi nhãn thông, để nhất về thi nhãn thông thời Đức Phật. Thì khi ngài viết cái bộ Abhidhammasagara, thì ngài đã trong cái chương thứ bảy là ngài dựa theo thanh tịnh đạo, phần định về phụ tuệ, để làm cái chương gọi là không thân sự gã. Và chúng tôi cũng có dịp là chúng tôi đọc qua hết cả hai cái tác phẩm thanh tịnh đạo, để soạn lại cái quyển thanh tịnh đạo yếu lược. Và chúng tôi cũng có dịp đọc qua cái bản Abhidhammasagara thánh pháp tụng yếu lượng, để chúng tôi soạn thành cái quyển Tóc Yếu A Tỳ Đàm. Thì chúng tôi vì có thể xem lại cái tài liệu đó, ta muốn nghiên cứu cái phân chỉ về thiền quán. Ở đây chỉ nói tóm tắt. Kính thưa quý vị, thật ra khi nói đến thiền chỉ Samatha, thì chúng ta cần phải biết rằng cái thiền chỉ, thiền sắc giới và đưa đến thiền chứng sắc giới và vô sắc giới, có trước khi Đức Phật này xuất hiện ở đời. Tất nhiên trong 40 đề mục thiền chỉ đó thì có những đề mục mà khi Đức Thế Tôn ngài dạy chúng đệ tử thì ngài mới dạy những cái đề mục đó, chẳng hạn như là sáu pháp tùy niệm, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm Phật, hay là giữ đề mục mà phân tích tứ đại, hoặc là tưởng nhận gốc bậc thân chẳng hạn. Cái đó là những đề mục mà Phật hay dạy. Còn thiền chỉ mình nói rằng trước thời Đức Phật có đó, thì những đề mục như là căn quản là 10 đề mục Kassina, 10 đề mục quan tịnh, đề mục hơi thở, nhập xuất nhất niệm, hay là đề mục
phạm trú, từ bi hỷ xã, hay là địa bậc phu sắc. Như vậy chúng ta cần phải biết là những cái địa bậc này khi Đức Thế Tôn ngài chưa có hiện ở đời, ngài chưa thành chánh đẳng giác giác thì cũng đã có. Thí dụ như các vị ẩn sĩ thời xưa, các vị đạo sĩ ở trong rừng, các vị cũng tu tiến thiền định, đắc được và thông. Gần nhất thì chúng ta có biết rằng là khi mà Thái tử Siddhartha ngài bỏ hoàng cung, ngài đi xuất gia trở thành đạo sĩ Gotama, thì đầu tiên là ngài đi đến tham vấn hai vị đạo sĩ khó tiếng trong thời bây giờ là Uttaka và Alara. Đạo sĩ Alara thì đã đắc tới thiền thiền vô sở xứ, đạo sĩ Uttaka thì đã đắc đến phi tưởng phi vi tưởng xứ. Vậy Đức Bồ Tát của chúng ta là đạo sĩ Gotama, ngài cũng chứng đến cái thiền đó, nhưng mà ngài nhận thấy chỉ là thiền chứng này thì chưa đủ để chứng nhất cái sự sinh tử luân hồi, cho nên ngài bỏ, ngài mới đi hành khổ hạnh. Và xong trong ngài không thấy có lợi ích, ngài mới hiểu ra được cái con đường trung đạo Maccima Pratipada. Bây giờ là ngài phải làm lại từ đầu. Khi ngồi dưới cội cái Bồ Đề, Đức Bồ Tát ngài đã nhớ lại cái đề mục hơi thở mà lúc nhỏ khi ngài còn là vị thái tử Siddhartha, ngài đã theo vua cha là Đức vua Suddhodana đi đến để cử hành cái lễ hạ điền. Lễ hạ điền tức là lễ xuống ruộng, bởi vì cái thời đó ở trong cái quốc độ sắc cá thì lấy nông nghiệp làm đầu, cho nên Đức vua phải gương dây chân chúng bằng cách là Đức vua đi xuống và bắt đầu cài cài đất để làm lễ, gọi là lễ hạ điền. Thái tử lúc đó mới 7 tuổi thôi, ở dưới cội cây, có chỗ thì cây trâm, còn có chỗ thì nó là cây hồng táo. Chúng ta cũng chưa biết được chính xác là cái loại cây nào, nhưng mà chắc chắn phải là cái cây có bóng mát. Để thái tử ngồi đó, các cung nữ hầu thái tử thì họ cũng bỏ đi ra để xem Đức vua xuống cày ruộng. Và trên này dưới bóng cây hồng tướng thì lúc đó thái tử để ngồi kiết già và chú tâm vào hơi thở, ngài đắc được sư. Ở trong kinh nói rằng đắc sơ thiền. Như vậy rõ ràng là
những cái đề mục thiền chỉ mà đắc sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền ngũ thiền, thiền không vô vi xứ, thiền xứ tức vô vi xứ, vô xứ xứ phi tưởng nghi tự xứ, là những thiền chứng. Và cái câu chuyện mà thổi xưa các cái bậc hiền trí khi mà ngài từ bỏ đường sống được cư sĩ xuất gia làm du nhân đạo sĩ, thì ngài đã, các ngài đã thực hành theo cái đó. Cho nên đó, có người họ đứng đoạn thiền là cái pháp môn ở trong Phật giáo, nhưng mà họ quên rằng những cái trường hợp đó, đó thì phải hiểu thiền chỉ là chỉ một số đề mục là Đức Phật ngài dạy, còn những cái đề mục phổ thông như 10 đề mục cách sinh á, đất nước lửa gió sinh vào hư không ánh sáng, xanh vàng đỏ trắng hơn công ánh sáng, vân vân, hay là thiền vô sắc giới, thức vô vi xứ, vô sở xứ, không vô vi xứ, thức vô vi xứ, vô sở xứ, phi tưởng phi tự xứ, thì cái đó có sẵn, Đức Phật ngài chỉ lật lại và ngài khuyến khích cho các vị tỳ kheo tu tập để làm nền tảng cho tuệ quán, cho cái vị tu thiền quán. Còn những cái đề mục chẳng hạn như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm căn, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, hay là niệm Niết Bàn, hoặc là niệm sự chết chẳng hạn, những cái đề mục đó là Đức Phật ngày dạy để cho và cho dù có những cái thiền như là niệm về thân niệm, thân niệm tức là niệm thể trượt, có thể đắc được sư thiền nhưng mình không có đắc thiền cao hơn nữa. Thì chúng ta phải hiểu rằng là những cái thiền này không đưa đến thần thông, không đưa đến thiền cao. Còn như là tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, thì từ bi hỷ xả đắc được cái thiền sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhưng mà đối với xả phẩm trúc thì đắc ngũ thiền. Dù tứ vô lượng tâm tiếp nối với nhau đắc được từ sơ thiền cho đến ngũ thiền sắc giới, nhưng mà đi một đề không có đem lại thắng trí thần thông. Cái điểm này thì chúng tôi chỉ nói sơ qua để cho những ai có cái sự ưa thích nghiên cứu tìm tòi, chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta biết vậy. Nhưng mà đối với những người mà họ không cần thiết quan tâm đến đó, thì họ cũng không cần biết để làm gì. Cái chuyện mà đức thiền hay không đức thiền có chứng được thần thông hay không chứng được thần thông thì giờ không phải là vấn đề để mà chúng ta tu tập hiện nay. Cái sự tu tập hiện nay của chúng ta là cần nhất là chúng ta phải tu tập thiền quán Vipassana mà tuần sau chúng ta sẽ học tới. Ở đây thưa quý vị, có một vấn đề khác đó, chúng ta nên lưu ý ở trong 7 cái khía cạnh, 7 vấn đề cần phải biết.
ở trong cái chỉ nghiệp xứ đó. Thì ở đây khi mà chúng ta nói đến các cái đề mục ở trong để nó thích hợp với cái cá tính, cái này như quý vị khi nãy nghe đọc bài đó, thì trong Thanh Tịnh Đạo cũng có nói đến đây là một cái sự sắp xếp ý kiến của các vị giáo thọ sư tiền bối và cổ đức Purana. Cho trong kinh điển thì không có nhắc đến cái chỗ đó. Tuy nhiên chúng ta vẫn thấy rằng là nó có nhiều lợi ích cho chúng ta, vì có những cái đề mục nó thích hợp với cái cơ tánh của mình. Chúng ta biết được như vậy thì cái việc tu tập của chúng ta nó mới có hiệu quả được. Ví dụ như khi chúng ta là người tính si và tính cầm, tức là cái cầm hay phóng dật hay nghĩ ngợi lung tung, thì lúc bây giờ cái đề mục hơi thở nó sẽ giúp cho chúng ta cột tâm được. Cái này cũng tốt thôi. Còn chẳng hạn như là chúng tôi là người về tánh tính Sattha Charita, người cảnh tinh đó, thì chúng tôi cần phải an lập lại cái niềm tin chánh tín. Nếu không khéo thì chúng ta sẽ sanh ra cái sự mê tín cuồng tín. Thì ở đây các ngài chỉ vẽ cho chúng ta là phải chánh đốn bằng cách là chúng ta tu tập sáu cái tùy niệm, như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Trần Thí, niệm Thiên. Làm thường xuyên như vậy đó, thì để hạn chế bớt cái xu hướng theo chỗ này hay theo chỗ khác, tin cái này tin cái kia, chúng ta tin nhiều chỗ nhiều mối, nó không có hay thôi. Cũng hay cái này các ngài giải thích như vậy thì cũng được, cũng giúp cho chúng ta có phần nào. Còn như người có cái tánh sân á, nóng tính, thì cần phải khắc phục bằng cách là tu tập bốn phẩm tú, từ bi hỷ xả, hay là bốn biến sắc màu, tức là xanh vàng đỏ trắng. Thật ra cái sự phân loại này thì giống như là những cái đề mục tham khảo, những cái đề mục các ngài đưa lên để chúng ta tham khảo. Bởi vì ở trong Thanh Tịnh Đạo cũng có trình bày một người mà Đức Phật ngài có thể dạy cho nhiều đề mục. Thí dụ như ngài dạy cho tỳ kheo Mê Khi Giá bốn đề mục,
Ngài dạy cho tôn giả ra vô lắm tới 7 đề mục. Những người tu tập cái nào cũng được, miễn là làm sao mà tu được cái tâm lý của mình, cái cá tính của mình, để chúng ta bớt nóng, hay là chúng ta bớt có sự ái biến, hay là chúng ta bớt cái sự si mê, hay là chúng ta bớt đi cái tánh cả tinh, hoặc là bớt đi nghi ngờ. Một là của thiết cha đến tám, tức là cái tánh thông minh đó, họ có trí tuệ nhiều quá, cho nên khi họ gặp cái gì họ cũng suy nghĩ, họ cũng thích. Khi suy nghĩ phân tích chuyện như vậy chứ, thì làm cho họ có sự nghi ngờ trong giáo pháp, họ không có thể trú yên được một chỗ. Mình cũng chính vì điểm này mà tại sao tôn giả Sariputta này xuất gia phải nửa tháng sau mà mới chứng A-la-hán, và trong khi tôn giả Moggallana không phải là đệ nhất về trí tuệ đâu, nhưng mà trong tuần lễ đầu là ngài đã chứng A-la-hán rồi. Thường thường người có cái tánh trí, cái tánh sáng thông minh, thích hay nghĩ ngợi, hay suy tư, hay suy luận, thì nó bị trở ngại cái đó nếu còn phàm phu. Cho nên ở đây chúng ta cũng cần, nếu là một vị hành giả tu tập, là chúng ta cần phải biết qua 6 cái cá tính cơ bản của chúng sinh. Và ở đây chúng ta cũng phải hiểu rằng có những trường hợp một chúng sinh mà nó có 2 hoặc 3 cái cá tính nó xen lẫn, nó trộn lẫn với nhau. Thí dụ người có tánh ái, người có tánh ái luyến và cái tánh tính, người tánh nhiều, thì thường thường thì nó đi song song như vậy. Hay là người cái tánh thông minh với cái tánh xa, nó cũng có thể đi chung với nhau được. Người tính si với tính tầm đi chung với nhau được. Cho nên nếu mà tính ra mà phân loại hết cá tính của chúng sanh thì chúng bị nhiều lắm chứ không phải chỉ 6. Nhưng mà sao cái cá tính này là tính cá tính đơn, chỉ nói như vậy thôi. Chứ thật ra thì không phải là người tính ái là họ chỉ có tính ái, mà họ còn có tánh tầm, tức là bị phóng dật, tâm nghĩ ngợi lung tung. Mà thật sự người có tánh ái, người đó hay mơ mộng, những cái điều đó chúng ta cần phải hiểu. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta xác định được mình là người có các cá tính như thế nào, đã tự mình biết rõ, và chúng ta khắc phục bằng cách là chúng ta chọn những cái đề mục hợp để mà chúng ta tu tập, để chế ngự được cái bản chất của mình, chế ngự. Thì khi mà chúng ta đi đến, chúng ta học thiền từ nơi vị thiền sư bây giờ đó, vị đó cũng chỉ dạy chung chung chúng ta thôi. Bởi vì ngoại trừ chánh thượng chánh giác thì ngài mới biết rõ cái căn cơ, cái trình độ, cái cá tính của chúng sinh đó phải thực hành, phải tu tập cái pháp môn như thế nào. Chứ còn nghe như cả vị A-la-hán như ngài sách Sa Lợi Phất, Sa Lợi Tát chẳng hạn, thì ngài cũng chỉ dạy cái điều một chung chung để cho đệ tử của ngài thực hành thôi.
Như ở trong kinh có ghi lại, tôn giả Sanuta ngài có một đệ tử, vị tỳ kheo mà ngài mới tiếp độ, và ngài dạy cho vị tỳ kheo đó đến thể trường. Vị tỳ kheo đó vâng lời của thầy tế độ, thực hành cái đề một ngày, nhưng mà trong suốt 3 tháng mà không có được cái ấn chứng, bởi vì cái khuynh hướng của vị tỳ kheo đó nó lại có cái khuynh hướng khác. Cho nên khi mà niệm đề mục và nhìn cái quán xét lại quán niệm cái đề mục không niệm thì vị đó không có một cái ấn tượng gì, không có cái ấn tượng gì đối với đề mục đó, cho nên không có hiệu quả. Và lúc bây giờ tôn giả Sariputta ngài mới dẫn vị tỳ kheo đó đi đến Đức Phật. Đức Phật ngài giáo hóa vị tỳ kheo đó, ngài giống vị tỳ kheo đó. Thì Đức Thế Tôn buổi sáng hôm đó ngài bảo với vị tỳ kheo này, sau khi đi phước thực về, hãy ngồi những con sen ở trong cái hồ sen trước của chùa Chê Tông Văn Á. Và Đức Thế Tôn trong hướng thất đã dùng thần thông làm cho cái hồ sen nó có một con sen rất tươi, rất đẹp, ngọt sắc và hương thơm, nó đông đưa trước gió rất là. Bị tỳ kheo này chăm chú nhìn cái hoa sen ngọt sắc rực rỡ và nở ra dưới ánh nắng mặt trời, thì Đức Thế Tôn ngài đã dùng thần thông làm cho cái hoa sen đó nó nhanh chóng úa tàn. Trước hết là nó đổi sắc, nó biến sắc, và dần dần nó khô các cái cánh sen, chỉ còn cái hương sen màu xanh. Rồi cái hương sen đó lại vàng úa khô, rồi nó nghỉ nhanh. Cái sự vô thường nó diễn ra một cách nhanh chóng như vậy. Vị tỳ kheo này đang chú tâm quan sát, thì cái ý thức về vô thường, tùy biến vô thường nó lại khởi lên. Mình chẳng mấy chốc vì nó chứng quả là hả? Chính vì tỳ kheo biết được chuyện đó mới 8 tháng Đức Phật thực hiện thật là vô biên. Một vị tỳ kheo mà bậc tính quân chánh pháp như tôn giả Sariputta mà hướng dẫn không có kết quả, mà Đức Phật càng chỉ trong buổi sáng là ngắn, giúp cho vị đó chứng quả là hán rồi. Đức Phật này đến tại giảng đường này, sau khi hỏi chuyện ngài biết các vị tỳ kheo đang vào vị đó, thì Đức Thế Tôn ngài mới đỡ lời rằng hiểu được cái tâm ý của chúng sanh, cái trình độ căn cơ của chúng sanh đó là
của một chánh đẳng giác là Phật trí. Phật trí chứ không phải là hàng thinh văn mà có thể am tường, có thể hiểu được. Cũng như trong bài kệ Pháp Cú số 28, khi Đức Phật Ngài quán xét, Ngài suy nghĩ hôm nay Kassapa, thức dữ, đang an trú với sự an trú nào, thì Ngài xét thấy ở tại hang động Bifani. Tu giả Mahakasma đang an trú với bao nhiêu chúng sanh. Nếu quan sát cái sự sống sự chết của chúng sanh do cái duyên nghiệp như thế nào thế nào, ở lúc đó Ngài đã dùng thần thông, Ngài xuất hiện ở trước mặt Ngài bảo rằng: cái sự quán xét sanh tử chúng sinh, biết rõ nguồn cơn, cái đó là trình độ của chư Phật. Chứ hàng thinh văn đệ tử thì không hiểu bao nhiêu đâu. Thì ở đây thì khi mà chúng ta chúng ta cần phải học hỏi nhiều cho trở thành cái bậc đa văn. Khi đó chúng ta tự mình phải biết lựa chọn cái đề mục tu tập cho nó thích hợp với mình. Chúng ta có thể rà soát những đề mục nào mà chúng ta cảm thấy có cái ấn tượng mạnh và có thể viết tâm trên cái đề mục đó được dễ dàng, thì chúng ta cứ theo cái đề mục đó mà chúng ta tu tập. Thì chúng ta học hết. Nhưng khi chúng ta chỉ chọn những cái pháp môn thích hợp với mình, những cái đề mục thích hợp với mình thôi, chứ chúng ta không cần phải hết tất cả. Còn về cái vấn đề mà những cái người một phân theo cái giai đoạn tu tiến Phawana, thì cái này cũng là cái tính cách tham khảo. Nhưng mà khi chúng ta tu tập thì chúng ta không cần thiết phải hiểu qua cái này. Bởi vì khi chúng ta tu tập thì tự nhiên đến cái giai đoạn đó nó sẽ thành tựu như vậy thôi. Ở trong sách ghi lại thì để chúng ta tham khảo, chúng ta biết được. Nhưng khi chúng ta tu thì chúng ta khỏi cần, chúng ta khỏi cần phải tìm hiểu rồi những cái đề mục này chỉ tu tập đến cái giai đoạn này, những đề mục kia tu tập qua cái giai đoạn tu tiến cao hơn, vân vân. Chúng ta khỏi cần phải tìm hiểu cái đó khi chúng ta tu tập. Cũng như khi mà chúng ta phân cái đề mục theo thiện chứng, học để biết. Nhưng mà khi chúng ta tu tập với cái đề mục đó
thì chỉ tới đó thôi. Cái đề mục này không không thể chứng cao hơn nữa. Hãy như 10 điểm một bất mỹ là 10 điểm một tử thi ai xuất phát. Và điểm một thân hành điểm ca ca giác ta sati là điểm một về 32 thể trường, điểm 32 thể trường là 11 điểm một chỉ chứng được sơ thiền sắc giới. Khi bệnh niệm 10 điểm 1 này, 11 điểm 1 này chứng được sơ thiền, dầu cho có cố gắng hơn nữa, cố gắng thêm không chứng được thiền khác. Tôi nói phải là như vậy thưa quý vị. Cho nên vấn đề này chúng ta cũng khỏi cần phải bận tâm. Còn những ấn chứng tu thiền thì lúc đó chúng ta tu tập, chúng ta có ấn chứng niệm thứ 8 như thế nào thì tùy theo cái sự an trú niệm trong đề mục thuần thục hay là chưa được thuần thục, rồi tự nhiên các ấn chứng nó sẽ sinh khởi. Cái lý thuyết thì chúng ta phải học, nhưng mà lúc mà chúng ta thực hành đó thì chúng ta cũng biết, cũng giống như khi chúng ta đi học nghề, thì ông thầy dạy nghề cho chúng ta, ông dạy, ông thầy cũng dạy phải làm như thế này như thế này. Thứ nhất, bước thứ nhất, bước thứ hai, bước thứ ba phải làm như vậy. Nhưng mà cho đến khi chúng ta đi vào nghề thực tế, chúng ta làm nghề, thì lúc đó tự khắc chúng ta sẽ biết nó có những cái thành tựu thuận lợi như thế nào, và cũng có những cái thất bại như thế nào. Thí dụ như một người học nghề thợ hồ thì vẫn hiện chỉ hướng dẫn cho mình xây gạch như thế nào cho thẳng hàng thẳng lối, để sao nó đừng có ngã, nó đừng có ngã đổ bức tường thôi. Rồi khi tô thì phải cần cái thước hồ gạt như thế nào để cho cái mặt tường nó phẳng, nó thẳng thớm, nó đều đặn, không có chỗ dày, không có chỗ mỏng, không có chỗ lồi chỗ lởm. Nhưng mà ông thầy không có dạy gặp những cái sự cố như là cái tường thẳng nó quá khô, cho nên khi mà cái vỡ hồ lên trên là cán thước thì có khi nó bị lở, nó bị tróc cái lớp vỡ hồ đó. Nó lỡ có nhiều khi chú vị một mảng to lắm, một mảng to, nhất là tô trần hay tô cái sàn đổ tấm ở trên, ngước mặt lên mà tô, có đôi khi đang tô thẳng như vậy, cái tự nhiên cái nó rớt nguyên một mảng lớn, nó rớt xuống mặt của người thợ hồ. Với mấy cái sự cố đó thì tự phải biết cách khắc phục, chứ hồi lúc học cũng thầy không có dạy. Cho nên khi mà có tình thực tiễn đó thì lúc đó chúng ta phải đi với những cái ứng chứng mà nó xảy ra, thì lúc bây giờ vì hành giả tự nhiên biết cách để mà chúng ta khắc phục. Chứ thường mình nhìn chúng ta học lý thuyết là chúng ta học để chúng ta biết, hoặc là chúng ta để tham khảo thôi.
Một là vì chúng ta, mà chúng ta không có hành tới, thì như vậy chúng ta cũng không cần học kỹ lưỡng quá ở các điểm này, không cần học kỹ. Thứ hai nữa, đây là những cái kinh nghiệm tu chứng. Vị nào mà có tu chứng thì vị đó có kinh nghiệm, chứ không có học. Thời Đức Phật có hai vị tỳ kheo, xưa kia còn cư sĩ là hai người bạn thân với nhau, cùng nhau đi xuất gia. Nhưng một vị thì là thích tu tập thiền định, đi theo pháp hành và tìm bắt chí. Hay là nguyên bác sinh nào thu đó. Sau khi học được đề mục thiền từ nơi Đức Phật rồi, thì vị tỳ kheo đó đi vào rừng và sống miệt mài ở trong đó để mà tu tập thiền định. Còn một vị tỳ kheo kia đó, vị tỳ kheo bạn kia, thì đi theo pháp hành, đi theo pháp học và đi giá trị. Vị này thường đi tìm đến các vị trưởng lão hay là nghe Đức Phật thuyết pháp đã học hỏi Phật ngôn nhiều và hiểu biết được những cái lý thuyết về giáo pháp. Kết quả thì cái vị tỳ kheo mà đi theo pháp hành đó, nhờ cái sự nhiệt tâm chuyên cần, chẳng bao lâu vị đã chứng quả là hả. Còn cái vị đi theo pháp học thì không có được chứng quả gì cả, nhưng mà vị đó lại bị pháp sư giỏi, nổi tiếng, thuyết pháp hay và có đủ đệ tử, có đồ chúng tôi. Một ngày kia, khi mà vị tỳ kheo thị sư cho người học trò của mình, cũng là một vị tỳ kheo đi đầu đà và cho vị tỳ kheo về trước đảnh lễ Đức Phật, có ngài Đức Phật, và nói rằng thầy tế độ con sẽ về sau để ý kiến Đức Thế Tôn. Thì vị pháp sư nghe nói như vậy, vị pháp sư hỏi thăm, thì biết bạn mình bây giờ là một vị thị sư, cũng có đồ chúng, cũng có đệ tử. Thì một ít lâu sau, vị thị sư trở về chư tăng quanh ná đảnh lễ Đức Phật. Sau đó thì ghé qua phú xứ của vị pháp sư để thăm bạn, lâu ngày không có gặp từ hồi xuất gia đến giờ. Thì cái vị pháp sư đó không biết là vị thiền sư là vị thánh, nên khởi lên với tâm muốn làm cho bẻ mặt vị này. Cho nên trước hội chúng đệ tử đông đảo mới đặt ra những cái câu hỏi chất vấn về Phật ngôn, về pháp, để nhờ vị đó giải thích. Thì Đức Thế Tôn ngài từ ở trong hương thức ngài quan sát, ngài thấy rõ nếu mà vị pháp sư này mà có ý trịch thượng, kinh khi cái vị thiền sư, vị thánh tăng A La Hán thì rất tội lỗi, cho nên ngài đã xuất hiện trước mặt hai vị. Thì do đó vị pháp sư không có cơ hội để hỏi vị thiền sư, mà Đức Phật ngài lại hỏi, ngài hỏi những câu hỏi
liên quan đến kinh nghiệm kiến thức về thiền đạo hòa. Để thưa quý vị, vị pháp sư mặc dù biết pháp nhiều, thuộc lòng nhiều Phật ngôn, nhưng mà vị đó không thể trả lời được những câu hỏi của Đức Thế Tôn đưa ra, bởi vì vị đó không có kinh nghiệm thiền kiến, hay là không có kinh nghiệm chứng đắc đạo quả, mà chỉ hiểu Phật cô bằng lý thuyết thôi. Nhưng đối với cái vị tỳ kheo thánh chân đó, thì vị đó đã trả lời thông suốt những gì mà Đức Thế Tôn hỏi, bởi vì vị đó đã trải qua cái kinh nghiệm tu tập tu chứng của mình. Thì qua cái câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rõ là khi chúng ta học, cái đó nó cũng chưa phải là một điều khúc lẫn lắm, mà chúng ta phải tâm thế lý sự nghiệm tự mình chứng đắc. Cho nên chúng ta nên tu tập thực hành thì nó tốt hơn. Và công chức vị mà trước đây đó, khi nhận lời những cái môn chính pháp, thì chúng tôi lại chỉ muốn dạy cho tới hết cái trường thứ 8 thôi, còn cái chương thứ 9 đó thì không dạy. Nhưng mà rốt cuộc thì hôm Tết này chúng tôi có nói với Hòa Thượng Giác Đã là nếu vậy thì chúng tôi sẽ dạy cho hết để cho nó hoàn thành chính chương của Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Cho nên tôi đến hôm nay thì mới trình bày về những vấn đề đi một tu tập. Nhưng rồi chúng tôi cũng phải nói rằng những cái đề một tu tập này là vì thiện chỉ, nếu không phải là cái cứu kính, không phải là con đường để dẫn đến cứu cánh giải thoát, mà chỉ là duyên thờ của ổn định được chung. Chúng tôi chuẩn tu tập nếu có thể, có điều kiện thì chúng ta cũng tu tập. Nhưng mà chúng ta đừng làm chấm nhiều thời gian, bởi vì chúng ta đang sống trong giáo pháp của vị chánh đẳng giác. Thì nếu mà bây giờ chúng ta ở đó mà chúng ta tu tập thiền chỉ thôi để đắc chứng thiền đó, thì sau khi chúng ta mệnh chung chúng ta sanh về cõi phạm thiên, thì chúng ta phải ở trên cái cõi phạm thiên có tuổi thọ lâu dài, sợ rằng chúng ta bỏ mất cơ hội gặp được vị Phật tương lai là Đức Phật Nết Tây Giá, để chúng ta có thể chứng đắc quả A-la-hán và chấm dứt sanh tử luân hồi. Bởi vì trong cái thời kỳ mà có vị chánh đẳng giác rồi giáo pháp được thuyết giảng, và lúc đó một người mà sanh vào những cõi mà có tuổi thọ lâu dài như cõi phạm thiên chẳng hạn, thì xem như đó là một trường hợp an thân á, asamaya. Tức là phi thời phi diệp, lý do an tốt. Tức là chúng ta không thể nào trú ở trong phòng hạnh hay đắc chứng được thánh quả khi mà chúng ta
ở trong một cái tình trạng tuổi thọ dài như cõi phạm thiên, nhất là cõi phạm thiên vô sự, thì chúng ta bỏ mất cái cơ hội. Cái trường hợp thứ hai nữa là khi mà chúng ta dầu cho có chứng thiền đi nữa, chứng thiền nó nếu không khéo, chúng ta không có giữ được, nó sẽ hoại thiền. Mình hoại thiền thì không thể sanh cõi phạm thiên được. Đề Bà Đạt Đa đã chứng được ngũ thiền, đã chứng được thiền thế và có nguyên loại thứ trí, tức là thứ thần thông, nhưng mà chỉ là thần thông phàm thôi. Rồi khi mà một cái tham vọng khởi lên muốn chiếm quyền yên chúng, muốn đoạt mạng sống của Đức Phật, ngay khi đó thì thiền định biến hoại và thần thông mất hết. Đề Bà Đạt Đa sau khi làm những cái tội ác như vậy phải tái sanh xuống địa ngục, thì như vậy cũng ổn thôi quý vị. Cho nên chúng ta không cần phải biết quá nhiều hay là tìm hiểu quá sâu trong cái vấn đề này. Thì hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị một sơ lược về những vấn đề còn lại liên quan đến chỉ nghiệp xứ. Bây giờ thì cái thời gian 35 phút còn lại thì xin cô Thịnh Hòa Thượng Giác Đẳng chia sẻ thêm trong cái ý nghĩa của bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Cái này, con muốn làm cái hệ thống sprinkler. Dạ. Nam mô Bổn Thầy. Xin lỗi quý Phật tử, chúng tôi có việc bận ở bên ngoài này. Không biết là Hòa Thượng từ xíu đã dặn xong rồi. Dạ, Hòa Thượng từ xíu dặn không? Có phải Hòa Thượng từ xíu dặn xong rồi chứ? Có việc nào cho chúng tôi đi không vậy? Dạ vâng. Có lẽ là để Hòa Thượng đi đi. Quý vị có thể cho biết ở trong quý vị nhờ quý vị chờ chúng tôi chút. Tôi xin hỏi quý Phật tử có nghe chúng tôi nói được không? Dạ, xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ. Bây giờ có nghe được không quý vị hả? Chúng tôi đang nói bằng headset đó. Dạ. Dạ. Ở đây thì chúng tôi xin
lưu ý quý vị một vài điểm. Đã. Dạ. Dạ vậy. Dạ. Dạ phải được. Dạ phải được. Dạ. Dạ. Thì thứ gì như mà thường từ siêu có nói về chúng tôi nghe lóng thoáng đó, nên lẽ gì chúng tôi cũng bận hết đó. Quý Phật tử nên nhớ rằng mặc dù những gì được mô tả về cái cách tu ở đây nó chỉ là một cái thí dụ đặc trưng thôi, chứ không phải áp dụng cho tất cả. Đã, chúng ta được nghĩ là cái cách tu mà niệm được đất là như vậy, nước lửa là như vậy, rồi tới cận định là như vậy, rồi tới an chỉ định là như vậy. Mà thật ra có những vị đó tu tiến rất nhanh, thấy nhập rất nhanh, chứ không phải qua những cái trình tự như được mô tả. Và đây là điều quý vị nên nhớ. Dạ. Nhiều khi ở trong các cuốn sách, đặc biệt là như Thanh Tịnh Đạo, đơn cử ra một cái trường hợp để cho chúng ta có phần nào hiểu, nhưng mà không nên hiểu một cách cứng nhắc là tất cả đều phải như vậy. Chúng tôi lấy ví dụ như ngài Chu Lớp Bành Thác Á, ngài vốn khi mà trước kia thì rất là đần độn, nhưng mà khi chứng A La Hán thì lại có lục thông. Thì khi ngài chứng A La Hán nhìn tấm bảng mà chứng có lục thông á, thì ngài chứng qua các thiền chỉ rất là nhanh, và chứ không phải qua các tu. Do đó chúng tôi rất là sợ là quý Phật tử đôi khi ngộ nhận, và đôi khi ngộ nhận là ai cũng phải giống nhau như vậy. Là mặc dù ở trong thiền quán á, thì khi mà chứng sơ đạo cho đến tứ quả đó, thì tất cả đều bắt buộc phải đi qua hết, nhưng mà có thể đi qua nhanh qua chậm thôi. Nhưng mà trong thiền quán, trong thiền chỉ đó, thì chúng ta nói chứng sắc giới, vô sắc giới. Nhưng mà trong cách tu thì ở đây chỉ là đơn cử một trường hợp mà chúng ta gọi là trường là một đơn cử, chứ không nên hiểu tất cả mọi người tu như vậy. Có những vị chứng rất là nhanh, đạt chứng rất nhanh chứ không phải. Và chúng tôi nhớ rằng khi chúng tôi ở trên Pavana Society với ngài Gunaratana đó, thì ngài có nêu lên một vấn đề, và một vấn đề mà vấn đề này vốn không có trong chánh đạo, nhưng mà nó là xảy ra trong thanh tịnh đạo đó. Đó là cái bản liệt kê 40 cái đề mục thì kỹ. Ngài nói rằng cái sự liệt kê như vậy nó quá tổng quát và nó dễ gây ngộ nhận. Và chúng ta nên nhớ một điều là 40 cái đề mục của thiền chỉ á, nó không giống nhau. Dạ, không giống nhau. Mà có những thứ nó chỉ đạt đến một cái trình độ nào đó rất là sơ đẳng. Có những thứ đi xa hơn và có những thứ đi xa hơn nữa. Thành ra một cái người học đó, nếu không khéo thì chúng ta nghĩ 40 đề mục thiền chỉ giống nhau. Chúng ta lấy một ví dụ là ở trong cái những cái đề mục tu tập đó, thì có những đề mục mà theo ngài Gurudasana đó là dẫn đến một cái trình độ, và một cái trình độ tương đối là rộng, là biến mãn như đề mục hơi thở, hay là 10 cái biến xứ kasina, hoặc là như là trường hợp thiền sắc giới có không vô biên thức vô tiêu tin thì đủ hiện tượng vân vân. Nhưng mà lại có những cái án xứ khác của thiền đó, những án xứ đó ví dụ như là niệm về ân Phật pháp tăng, về thí, về giới, về chữ thiên, thì chỉ giúp hành giả và được đạt đến cái chỗ gọi là cận định, tức là cái chỗ tương đối là cái tâm chưa có đi vào thế giới của chi thiền, nhưng mà lại là một cái trường hợp mà các vị này có thể có những cái sự lắng động, trong tâm tư. Thật ra chúng ta hoàn toàn không có nên nghĩ rằng cả 40 đề mục này bằng nhau, và đừng nghĩ nhau bằng nhau hết. Như trong đề mục từ bi hỷ xả đó, thì 4 đề mục này nó chỉ có tồn tại đầy đủ cả 4 từ bi hỷ xả ở cái mức độ tam thiền thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta chứng qua tứ thiền á, thì chỉ còn đề mục xả thôi, chứ từ bi hỷ không còn. Dạ, không còn là đề mục nữa. Hay hoặc giả là những đề mục niệm về cái cơ phận của thân thể, thì chỉ có ở cái mức độ sơ thiền.
khi mà không còn cái tứ nữa đó thì cái điều mục này không có nữa. Và do đó khi mà chúng ta học vào những điều mục này, chúng ta nên nhớ rằng đừng xem cả 40 điều mục đó nó giống nhau. Thật ra thì tại vì gom chung và gom chung thành ra chúng ta thấy tình trạng cá rối ban đầu, nhưng mà cả 40 điều mục rất là khác. Và cái đặc biệt ở trong kinh điển Pali đó, ví dụ như chúng ta là người thờ kính Phật, chúng ta có lòng tin ở Phật, nhưng mà không phải vì lòng tin đó mà chúng ta nói rằng hãy niệm Phật á, là đạt được tất cả, niệm Phật là được giải thoát, niệm Phật đạt đến truyền vân vân. Mà trong kinh điển Pali chỉ nói rằng niệm Phật thì chỉ đạt đến một cận định, chứ không có vào sơ thiền nữa, không dĩ thiền. Điều này quý vị Phật tử nên biết và nên khoan hỷ. Là bởi vì sao? Tại vì những cái cách mà chúng ta niệm tưởng thân Đức Phật đó, nó không thể đạt đến một cái trình độ định tâm mà đơn thuần. Và quý vị thấy không, khi mà chúng ta niệm ứng cúng chánh niệm kim hạnh túc đó, thì ít nhất là ở trong đó còn có những ý tưởng thì những, hay là niệm chất chẳng hạn, thì nó không thể đạt chúng ta đến cái chỗ gọi là nhất tâm. Và nhất tâm tức là chỉ một trạng thái tâm mà thôi. Khi một trạng thái tâm á, thì nó không còn có những cái gọi là những ý tưởng nữa. Nên khi mặc dù chúng ta thờ kính Phật rất nhiều, nhưng mà chúng ta không bao giờ nói là hãy niệm Phật á, thì đạt đến cái chỗ cao nhất. Niệm Phật là nhất, giống như trong trường hợp tinh Độ Tông hay là một số các bộ kinh của Phật giáo đại thừa. Thì bây giờ thưa quý Phật tử, khi mà chúng ta hiểu về 40 cái đề mục này á, nó vốn không có đồng đẳng mà nó có nhiều cái tầng cấp khác nhau. Và điều này cũng do chính Hòa Thượng Đại Siêu đã nhấn mạnh là cái thực tế của pháp hành á, nó khác với pháp học. Và thực tế pháp hành khác pháp học. Và khi chúng ta nói thì chúng ta quán đơn cử ra để nói như vậy, chứ đừng bao giờ hiểu một cách đóng khung. Và nó phải như vậy. Thì chúng tôi lấy một cái ví dụ, và chúng tôi lấy cái ví dụ là bây giờ chúng ta nói một thi sĩ tài hoa và một thi hào thi bá, không có ai vẽ ra một con đường mà nói là muốn trở thành thi hào, một nhà thơ có tài, một nghệ sĩ có tài là phải đi qua như này, học bao nhiêu lớp, bao nhiêu trường rồi ra bằng tiến sĩ rồi được đề nghị học. Cái mà bằng cấp và từ đại trung học, tiểu học, trung học, đại học, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ đó là một cách phân định tương đối nào đó. Nhưng một vị mà có bằng cấp tiến sĩ không hẳn là vị đó là một người có tài. Có nhiều vị không có bằng cấp tiến sĩ về văn chương, nhưng vị là thơ rất hay. Và chúng tôi biết có nhiều vị có tiến sĩ văn chương chỉ đi dạy thôi, chứ vì đó là một bài thơ không có ra hồn và không có nổi tiếng, không trở thành tiến sĩ được. Chúng ta nên phân hai giữa khác nhau. Thành ra trong pháp học và pháp hành nó cũng tương tự như vậy. Khi mà chúng ta mô tả như trong bài học này và từ việc siêu soạn đó, dựa theo thanh tịnh đạo, và khi mà chúng ta mô tả theo cái cái phần mà gọi là tâm thanh tịnh ở trong thanh tịnh đạo mà chúng ta học á, mà bài học này qua từ soạn giống như vậy đó, thì chúng ta hiểu là đây là một cách đặc trưng. Và đặc trưng nhưng mà không nên hiểu là nó hoàn toàn, và hoàn toàn là một người tu thiền phải làm như vậy, phải theo như vậy, rồi đắc chứng như vậy, rồi đi lên từ tầng. Cái mô tả này nó có lợi để chúng ta hiểu, ít nhất hiểu một phần. Như chúng tôi nói rằng chúng ta không bao giờ có thể mô tả trọn vẹn là một cái người trở thành một thi sĩ gọi là thi hào hay thi bá, hay là một nghệ sĩ có tài là do cái trình tự được. Và cái này là cái quý vị cũng nên đặc biệt để ý. Bây giờ quý vị, chúng tôi muốn đề cập đến một điều mà rất là may mắn là trong bài học ngày hôm nay chúng ta đã trở lại để nói về điều này. Sau khi mà chúng ta nói về các đề mục, 40 đề mục đó, thì đó là cái chariya. Và chariya là cái cá tính, và cá tính hay là cái khuynh hướng. Thì riêng về cá tính này đó, thật ra các nhà tâm lý học hiện nay họ có rất nhiều cách để phân loại về cá tính con người, chúng ta không có bàn ở tại đây. Và riêng về
sáu cá tính mà chúng ta đề cập đến tại đây đó, thì nó không giống như cái cách phân loại của các nhà tâm lý hiện nay như là đảm quyết khí được vân vân, mà đây là cách phân loại, và cái phân loại này nó được sử dụng rất là rộng rãi khi mà chúng ta đề cập đến tu thiền. Và quý Phật tử rất nên dành ít thời giờ để tìm hiểu về cách phân loại này. Ví dụ như chúng ta có sáu cái tính, và sáu cái cá tính mà được đề cập tại đây là cá tính nặng về tham, cá tính nặng về sân, cá tính nặng về si, và cá tính nặng về ở đây thưa quý vị có những cái chúng tôi nhớ là dường như là có lúc hòa thượng từ siêu đó hòa thượng có sửa cái này một chút, nhưng mà trong bài học thì không thấy hòa thượng sửa đó, là có người đi nặng về đức tin, và ở đây gọi là tánh giác, nhưng mà chỉ giác chứ ở đây tức là người này tương đối cái tính gọi là mẫn điệp, tính thông minh, và cái tính sau cùng á là một người có tính ưa suy diễn, và mà những người này lại thường rất là sáng tạo, và rất là sáng tạo đi tìm cái này cái kia, thì những cá tính này, ví dụ như người nặng về tánh tham á, thì ở đây không phải là đi trộm cắp hay là đi ham muốn quá độ mới là tánh tham, mà tánh tham ở đây là nghiêng về cái gì đó mà cả ái cả ý, và như cả ái cả ý luôn luôn sống tìm cái gì mà mình thích, và đặc biệt là thường có cái tính cách như là dính với những gì mà mình vừa lòng. Thường vị này thường có cái bối cảnh sống là như ăn mặc đẹp, trau chuốt, hoặc giả là ăn ngon, ở nhà cửa phải trum tất vân vân, thì nghi nặng tánh tham. Còn có vị nghi nặng về tánh sân á, và tánh sân tức là cái cá tính bất mãn hay bực bội hay buồn phiền hay phê bình, và những người cái tính phê bình cái gì đi nữa cũng phê bình, ví dụ như là mình làm một việc gì đó, và mình làm việc gì đó mà mặc dù khi mà mình làm á thì nó có nhiều thì nó có nhiều thứ, nhưng mà chúng tôi lấy ví dụ chúng tôi làm việc chùa đó, và trong cái công trình chỉnh trang á, thì khi mình làm xong thì có một số Phật tử họ đến, họ nói ô mình tráng xi măng mình này đẹp quá, thấy quan hệ thấy rộng thoáng quá, nhưng mà cũng có một vài người Phật tử thì lại không có nhìn cái chuyện mà đẹp, nhìn chuyện tốt khi mình chỉnh trang, mà người ta bất mãn tại sao làm hư cái này, tại sao thay đổi cái kia, tại sao thay đổi cái nọ đó, thì không phải những người Phật tử cái xấu, nhưng tại cá tính thôi, và cá tính là càm ràm, cá tính là than phiền, và cái chuyện các vị than phiền cũng là chuyện đúng chứ không phải không đúng. Ví dụ như là bây giờ cái ông đứng thì bị bể chẳng hạn, nhưng mà đặt cái vấn đề nó ra nó trở thành một chuyện quá lớn, không thấy những chuyện khác á, thì quả thật là nó dục cái nhìn của mỗi người, thành ra cũng cùng một cái bối cảnh như vậy, nhưng mà tùy góc nhìn, tùy chỗ nhìn nào, thành ra chúng ta thấy có cái tánh như vậy. Còn cái người tánh si đó là cái tánh ơ hờ, tánh ít có bén nhạy, ít có để ý, người tánh chúng ta gọi tánh lừ đừ, muốn nói thì nói, muốn làm thì làm, nhưng mà ít bao giờ có cái điểm gọi là cân nhắc, có trước có sau hay là có sự hiểu biết. Nhưng mà ba cái tính mà tính tham, tính sân và tính tham, tính sân, tính si đó không phải hoàn toàn như vậy, chỉ là nghiêng nặng thôi, thì nó dễ hiểu hơn là ba tính sau. Ba tính sau là tính nghiêng về đức tin, tính nghiêng về cái mà chúng ta gọi là ở đây là tánh giác, nhưng mà thật ra thì nếu vị nào nghe về học trước và từng từ siêu cũng nói chuyện tánh giác không gì không có đúng, ở đây sự thông minh và tính trí thông minh, và cái tính thứ ba chúng ta gọi là tính cái này ở trong trường các ngày học tông người thì là tính đồng, nhưng mà thật ra nó là tính suy diễn, và tính suy diễn thì cái người nặng về đức tin đó là họ làm cái gì,
họ sống như thế nào đó, thì luôn luôn họ có cái đặc điểm là mình phải kháng khích, phải gắn bó. Dạ, phải kháng khích, phải gắn bó. Cái kháng khích gắn bó đó nó dựa trên cơ sở là cái niềm tin. Chứ tôi lấy một ví dụ như là có nhiều phật tử đi chùa cầm cái chổi quét sân chùa là chỉ để cho sạch thôi, nhưng mà có những người cầm cái chổi quét chùa đó là bởi vì có niềm tin rằng đây là cái nơi mà rất đáng để cho mình làm công quả, mình làm như vậy để cho chùa sạch, cho chư tăng thập phương bá tánh có cái sự sạch sẽ là hoan hỷ, thì mình đó là mặt đức tin. Hay hoặc giả là có một người khác cũng bố thí, nhưng mà cho là thấy ai cho cũng cho thôi, nhưng có người cho là nghĩ rằng ở đời này đó mình có rồi, nhưng mình nên làm cái gì đó để cho đời sau chẳng hạn, tạo nghiệp lành, thì cái là có nặng nghi nặng về đức tin. Cái người mà nặng về ở đây cái tính gọi là bút thí, bút thí nhiều khi cái này vậy là đánh giác, nhưng mà thật ra đó đây là cái gọi là sự mẫn tiệp và sự mẫn tiệp bén nhạy này, thì người này đó tương đối là có cái khuynh hướng là cân nhắc, và cân nhắc ngó trước ngó sau, cân nhắc cái là nhân thế nào là quả, cái này là do nhân nào, cái này dẫn đến quả nào. Thì người này đó nếu mà ở cái trạng thái tốt nhất thì là người thông minh mẫn tiệp, nhưng mà ở cái trạng thái tệ đó là người hay phê bình, dạ người hay phê bình hay chỉ trích, dạ hay phê bình hay chỉ trích. Thì chúng ta phải hiểu, dạ chúng ta phải hiểu tại sao có những người đó mà thấy người ta làm chỉ bắt chước làm thôi, nhưng mà có những người thấy người ta làm mình muốn làm, mình hỏi tại sao, hỏi cho rõ, biết rõ thì mình mới khẳng định, còn nếu không biết rõ thì mình không khẳng định, nên mình không làm. Thì người đấy thuộc về tánh giác. Và cái đến sau cùng gọi là tánh vi chắc cá. Cái chữ vi chắc cá mà chúng ta thường gọi là tâm á, thật ra nó ở trong Phật học cái chữ này đó, nó đôi khi nó dùng tương đương với chữ sankappa là tư duy, và tức là sự suy tư, tư diện suy tư. Nói cái khác như vậy là cái người có tính tâm á thì ít khi bằng lòng với một thứ, và người đó luôn luôn tìm cách sáng tạo. Dạ, sáng tạo. Giả sử như cái chuyện đó, người ta đã làm như vậy rồi, thay vì đường xưa lối cũ mình cứ làm hoài, thì vị này muốn đi tìm cái mới, đi cái khuynh hướng đi tìm cái mới, khuynh hướng sáng tạo, đó là người đặt tính tầm. Nhưng mà cái khía cạnh tiêu cực người cái tính tầm là mau chán với cái đã có. Ví dụ như vị đó có thể tạo ra một cái mảnh vườn, và mảnh vườn đó là do cái sự sáng tạo đẹp đẽ của mình, nhưng mà vị đó lại không có bằng lòng luôn, tức là sau một vài năm thì vị này muốn thay đổi nữa, chứ không phải tạo được mảnh vườn này để mảnh vườn như vậy muốn đi mãi mãi là như vậy. Thì cái cạnh mà tương đối hơi tiêu cực của cái người có tính vi chắc cá đó là người tính mau chán, và cái tích cực là người sáng tạo. Cái người có tính thông minh á, cái tích cực là người đó rất là biết cân phân, nhưng mà cái tiêu cực là những vị này hay phê bình, và hay phê bình hay xét nét rất kỹ. Người có tính đức tin á là cái người sống về phương diện tích cực á thì rất là kháng khích, tức là mặn nồng, rất là gắn bó với việc mình làm, nhưng mà với tiêu cực á là dễ bạo phát bạo tàn lắm. Hãy thí dụ như mình làm việc đó mà mình cảm thấy rằng nó đi ngược lại với niềm tin của mình một chút, là giống như bông bóng sẹo, vị này không tiếp tục làm nữa. Thì chúng ta phải hiểu về những cá tính này. Dạ. Từ cái việc hiểu những cá tính này đó, thì chúng ta mới tìm những cái đề mục thích hợp, tức là những cái án xứ thích hợp. Có khi là do các vị thiền sư tìm cho chúng ta, và có nhiều khi chúng ta phải trải nghiệm. Chúng tôi lấy một ví dụ như là cái người nặng về cái tính tham, người nặng về tính tham á, thì ở trong giai đoạn đầu trung tập á, chúng tôi nói một giai đoạn thôi, không phải là bệnh viện nữa, thì các vị thiền sư thường dạy quán về bất tỉnh vị, quán về tử thi, quán về hài cốt, để nó quân bình lại, nó cân phân, nó cân bằng lại. Chúng tôi không biết là trong lớp học có vị nào mà lái xe không. Khi mà chúng ta lái xe đó thì đôi khi lâu ngày chúng ta phải đi làm một cái gọi là alignment,
alignment tức là làm sao cho khi mình lái xe nó có chiếc xe nó cân bằng lại, nó không có khuynh hướng nghiêng về bên này và nó ngã về, nó nghiêng về bên kia nhiều. Thì ngài Atencha ngài có cái ví dụ như vậy là nếu mình lái chiếc xe đó mà chiếc xe đó nó có khuynh hướng nghiêng về bên phải thì chúng ta phải kèm nó phía bên và khi nghiêng về bên tay trái đó thì chúng ta lại phải cố gắng kèm nó để bên tay phải. Nói như vậy là khi nào mà quý Phật tử mà có lái thì được cái sự hiểu biết cái sự sự cân bằng đó. Và do vậy khi mà nói về những cái đề mục đó, thì thưa quý vị, thời gian ban đầu và thời gian ban đầu á thì đôi khi chúng ta nên biết và nên hiểu và nên biết và nên hiểu là một số các đề mục á giúp cho chúng ta rất nhiều để cân bằng. Và như là tại sao chúng ta có 10 đề mục tứ thi, dùng tứ thi giúp cho những người tham nặng, đặc biệt là nhục dục. Và đề mục tứ vô lượng tâm ban đầu đó thì lại rất tốt cho rất tốt cho rất tốt cho tâm người có nghi nặng về tánh sạch. Và về điểm này đó, ngày nay các vị thiền sư đó đôi khi biết nhưng mà các vị dạy chung chung thôi. Như là chúng tôi thấy ngài Kim Triệu là lớp thiền nào ngài cũng dạy các thiền sinh ngoài cái chuyện mình niệm hơi thở của niệm thêm tứ vô lượng tâm, niệm tâm từ và một vài điều khác thì cũng đặc biệt để nói đến những cái đề mục này theo cái cách chung chung chứ không phải là đặc biệt riêng một cái một cá nhân nào. Dĩ nhiên là cái chuyện mà mình cá tính ra sao mình tự biết lấy thôi. Rồi đặc biệt là cái người cái tính gọi là nặng về tính si mê đó thì các vị khuyên nên bắt đầu với hơi thở. Và hơi thở thì đơn giản và hơi thở có sự phân biệt. Từ cái sự phân biệt đơn giản đó thì dần dà chúng ta sẽ đạt đến mức độ tinh tế thêm. Và cái người tính si mê thì tính hay giọng đục hay mờ nhạt, không có rõ ràng thì hơi thở rất là tốt. Rồi nhưng mà riêng về có những trường hợp như người nặng về đức tin thì các vị dạy về những cái pháp tùy niệm và như niệm Phật, niệm pháp, niệm tâm, niệm trí, niệm giới, niệm chư thiên, những cái pháp niệm này nó sẽ làm tăng trưởng cái định lực, tăng trưởng cái sự gắn bó gắn kết. Rồi một cái vị mà tương đối là có trí tuệ đó thì các vị niệm về cái pháp gọi là tịnh tịnh hay là niết bàn hay là niệm về cái sự nhầm gốm của vật thực hoặc giả sự phân tích tứ đại và đặc biệt một cái vị mà cái tính hay sáng tạo hay suy diễn thì các vị cũng khuyên niệm về hơi thở bắt đầu. Những điều này đó nó tương đối là nó tốt cho lúc ban đầu. Và ở trong tất cả những cái ở trong những cái giai đoạn niệm thì nó có hai cái giai đoạn mà chúng ta nên để ý nhiều khi hướng về thiền chỉ đó là upachara ở đây dịch là cảnh định và upachara samadhi bằng chữ an chỉ định và upadana an chỉ định. Thì cái an chỉ định sự thể nhập và cận định tức là đến gần đến cái ngưỡng cửa và bước đến ngưỡng cửa, hai cái trạng thái này đó nó đều là hai trạng thái sâu lắng. Nhưng mà sự sâu lắng của cận định thì nó là sự sâu lắng của môi giới. Nó chưa hẳn bước qua bên kia, chưa hẳn bước vào cái thế giới của thiền chứng. Và nó cũng đã tách rời khỏi sự chi phối của ngoại cảnh ở bên ngoài.
có những cái pháp như là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm chư thiên á, thì chỉ giúp chúng ta đạt đến upachara, tức là cần định, tức là chúng ta rời khỏi cái sự chi phối của những gì thuộc về thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, nhưng mà cũng không hẳn là đưa chúng ta đã thể nhập hoàn toàn như là ăn chỉ định. Và chúng tôi nhắc lại điều này, ở đây có ba điểm mà chúng tôi muốn nói tiếp trả lời qua tình trạng siêu là thứ nhất á, là những gì được mô tả trong bài học này về cái sự quá trình tu thiền cũng như là trong thanh tịnh đạo là một cái đơn cử có tất cả đặc trưng, chứ không phải là tất cả những người tu đều trải qua như vậy. Và quý vị nhớ điều này, đừng có chắc là ai tu chứng thiền đều phải qua những cái công đoạn như vậy hay qua cách thức như vậy, đừng nhớ. Và điều thứ hai mà chúng tôi nhắc vị là 40 đề một ngày đó, được gom thành 40 là do ngài Bồ Tát Khâu Xá. Chứ thực sự ở trong kinh đó, thì những điều này được dạy rời rạc khác nhau. Và thí dụ như là 10 ca sinh á, 10 điều hộp một biến tịnh, hay là 10 cái đề mục về tử thi được dạy rời rạc, chứ không gom chung. Và ngài Bồ Tát Khâu Xá đã làm một cái gom chung. Thành ra chúng ta cứ nghĩ là cái đối ban đầu giống nhau, không phải. Những cái đề mục niệm này đó có cái chỉ đạt đến tận định, có cái chỉ đạt đến sơ thiền, có những cái ở trong sắc giới, có những cái chỉ có trong thiền vô sắc giới. Thành ra nếu mà chúng ta làm mẫn liệt kê đó, thì chúng ta nên hiểu rằng đây là một cách để chúng ta tạm có cái sự chú ý thôi, chứ đừng nghĩ 40 đề mục nó đồng đẳng. Không có đồng đẳng, nó hoàn toàn khác biệt, nó không giống với nhau hết. Điểm thứ ba mà chúng tôi muốn đặc biệt nói với quý Phật tử trong bài học này, đó là những cái án xứ hay là những thiền xứ, những án xứ mà chúng ta ở đây gọi là nghiệp xứ, nhưng mà chúng tôi dịch là án xứ, tại vì ở đây không phải là cái chỗ để tạo nghiệp, mà chỗ để công phu, chỗ để tu tập, là gọi là thiền xứ hay án xứ. Thì những cái thiền án này đó, nó vốn dĩ và nó vốn dĩ là dựa lên trên rất nhiều cái căn tính của mỗi người. Chúng ta xu hướng không giống nhau, cá tính không giống nhau, và như vậy cái án xứ tu tập nó cũng phải khác biệt nhau. Thì nên để ý về điểm này. Bây giờ thì thưa quý Phật tử, chúng ta có ít phút để quý vị quan nghĩ cho chúng tôi biết, không biết thường tọa Pháp Tân thì chúng ta tự quyền có mặt ở trước máy không? Nếu quý ngài có ở trước máy, vị đọc phân thì lên tiếng giúp cho. Thì quý vị thấy có, chị tôi biết có vị nào có ở trước máy không? Là chưa, tôi biết không có mặt ở trước máy. Và có thì tôi hấp tinh hả? Thì thỏa bên thì thỏa có nghe được không? Nếu thì thỏa tân nghe được xin cái thông tin thỏa quan hỷ trả lời cho một câu. Một lần nữa xin hỏi thì thỏa Pháp Tân thường thỏa có nghe được không? Dạ vâng. Thì thỏa tân trong những cái án xứ mà chúng ta đề cập tới tại đây thì có một số có vẻ dường như nó gần với cái suy tư cũng như là cái niềm tin của chúng ta hàng ngày. Thí dụ như niệm về Phật Pháp Tăng, thế giới chư thiên, hay là niệm về từ bi hỷ xả, hoặc là niệm về sự chết, hoặc là niệm về niết bàn. Thì thường tôi có thể cho một cái sự giải thích là cũng từ bi hỷ xả, mà từ bi hỷ xả mà chúng ta quân tu trong đời sống hàng ngày, và từ bi hỷ xả trong cái tâm thiền nó có khác nhau không, hay là nó chỉ là một thôi, hay là niệm về tử thi, hay niệm về Phật, niệm Phật mà theo tu thiền và niệm Phật trong cái đời sống bình thường của chúng ta nó khác nhau thế nào, cái định thứ ba? Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá.
Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào đại chúng ở trong rừng. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Ở đây đó thì con nghĩ bốn cái đề mục mà gọi là từ bi hỷ xả, bốn phẩm trú đó, ở cái giai đoạn của một cái người tu tập, thật sự ra thì khi mà mình tu tập về một trong bốn cái đề mục về tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả của một vị hành giả đó, thì thật sự ra nó tạo nên cái sự bình an, tạo nên cái sự an lạc cho mình, và tạo nên cái sự bình an, an lạc cho những người xung quanh của mình. Khi mà một người tu những cái điều đó, những cái đề mục đó, thì nó cũng toát lên một cái nội lực từ ở nơi một người có tu về một trong bốn cái đề mục đó một cách đầy đặn, một cách đầy đủ và lớn mạnh ở trong cái đời sống tu tập của mình. Còn về cái phương diện mà nói rằng một cái vị hành giả mà tu về để mà tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thì ở trong kinh gọi là cái đạt được cái gọi là từ tâm giải thoát đó. Từ tâm giải thoát tức rằng với cái đề mục đó, cái đề mục đó ở trong thiền á, thì cái đề mục đó nó bao quát. Cái ma làm cầm cái mic lộn rồi. Quý vị còn nghe không ạ? Dạ cảm ơn. Ở đây đó là khi mà mình nói rằng một vị hành giả mà tu tập cái tâm từ, gọi là từ tâm giải thoát, hay là bi tâm giải thoát, hỷ tâm giải thoát, hay xả tâm giải thoát này. Thì ở đây chúng ta biết rằng, chúng tôi nhớ không lầm, thì những cái đề mục mà từ bi hỷ xả đó, thì nó đạt đến những cái trạng thái như là nhị thiền hoặc tam thiền, tứ thiền ở trong thiền sắc giới đó. Thì mình nói như vậy để thấy rằng cái sự mà lan tỏa hay là cái sự thành tựu của một cái đề mục mà một vị hành giả tu tập về từ bi hỷ xả đó, khi mà tâm đạt đến những cái trạng thái như vậy đó, cái trạng thái mà đạt được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, thì chúng ta nói rằng chính những cái đạt được những cái trạng thái đó, tâm nó áp chế tất cả các cái triền cái đó, áp chế tất cả các cái triền cái. Như vậy đó thì cuối cùng chỉ còn xả và định, xả và định của một vị hành giả đó, thì ở đó tâm vượt ra khỏi cái sự ràng buộc của triền cái, tâm có được một cái sự thuần tịnh an lạc một cách gần như là hoàn toàn ở trong ấy. Mặc dù là chúng ta biết rằng thiền hiệp thế cũng chỉ là đạt được cái sự tạm thời, nhưng mà ít ra trong cái giai đoạn đó cái vị hành giả đạt được cái trạng thái mà ở nội tâm vượt ra khỏi cái sự ràng buộc của các cái pháp triền cái, do tu tập từ bi hỷ xả, cho nên tâm vượt ra cái sự ràng buộc đó, cho nên gọi là ở trong kinh gọi đó là từ tâm giải thoát. Thì con nghĩ rằng cái tâm vượt ra khỏi những sự ràng buộc của triền cái, lúc đó một nội tâm thuần tịnh đó, thì đó là cái tâm vượt ra khỏi cái sự ràng buộc của những cái pháp triền cái. Như vậy tâm đó được gọi là tâm giải thoát. Cho nên khi mà một người tu tập về tâm từ, tu tập về tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thì sự thật ra đó, chúng ta chưa có đắc thiền. Nếu mà chúng ta tu mà nó trở thành những cái năng lượng mạnh mẽ, những cái năng lượng tích cực đó, thì nó cũng lan tỏa tạo nên cái sự an lạc cho mình ở trong cái đời sống. Nó có nhiều cái sự lợi lạc do một người tu tập về tâm từ, tu tập về tâm bi, do tu tập về tâm hỷ, tâm xả. Nhưng mà khi mà đạt đến cái nhờ tâm tu tập về cái đề mục từ bi hỷ xả đó, mà vị hành giả áp chế các truyền cái,
thành tựu các cái thiền chi đó, thì lúc đó các cái triền cái không có sự ràng buộc nữa, tâm vượt ra khỏi sự ràng buộc của triền cái, thì gọi là từ tâm giải thoát. Nó lan tỏa một cách rộng lớn bao la ở trong cái thiền chi đó. Vậy đây là còn cái điều nữa đó, là ở đây đó con nghĩ rằng là sự thật ra thì mình tu tập về quán về tử thi hay là tán quán về bất tịnh của tử thi đó, thì con nghĩ rằng là chúng tôi nghĩ rằng ở đây đó là nó làm hạn chế, bởi vì cái suy nghĩ nào đó trong cái tư duy của mình á, vẫn có cái sự tham luyến đối với cái thân ngũ uẩn mình. Mỗi người đều có cái sự tham luyến đối với thân ngũ uẩn, cho nên quán về tử thi để chúng ta nhìn thấy rằng rõ ràng cái bản chất thật của nó được thay đổi, nó được biến đổi ở trong mọi cái thời gian của tử thi, từ cái việc mà tử thi mới chết cho đến những cái tử thi sinh ương, rồi cho đến những cái tử thi loang lổ, đứt khúc, rã đoạn, rồi cho đến trở thành những cái bộ xương khô đó. Để chi? Để diệt cái tâm ái tham của chính những cái đối với cái thân của mình, để đừng có cái ái tham ở trong cái đối với tự thân của mình, đó là làm cho hạn chế cái tâm tham đắm của chính mình. Nhưng mà rồi đó thì quý vị thấy rằng cái đề mục mà niệm về tử thi đó, đề mục niệm về tử thi đó cũng là một trong những cái đề mục mà giúp cho hành giả ngay trước mắt đó, chúng ta thấy rằng quán như vậy, tu tập như vậy, để rồi dẹp bỏ đến những cái tâm tham chấp của chính tự thân mình. Mà chúng ta biết rằng cái ái thân, cái ái đối với tự thân nó nặng lắm, nó nặng lắm. Và do vậy đó, cái việc tu tập của mình cũng là cái cách để làm cho cái tâm đạt được cái sự an tịnh khi mà mình lìa bỏ, hay hoặc là mình bỏ cái ngã chấp, hay là mình bỏ cái sự tham chấp đối với tự thân ấy, thì cái điều đó rất là quan trọng. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng trong các cái đề mục như mà các vị hòa thượng khi nãy nói đó, thì chúng ta đừng có nghĩ rằng là nó là một cái đề mục đó chỉ đạt đến như vậy rồi chúng ta phải tuần tự như vậy. Quả thật là mỗi người có một cơ tánh khác nhau, như là khi nãy đã nói, tức là tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh tầm, tánh giác, tánh tín gì đó. Thì những cái tánh đó, cơ tánh đó, tùy nó thích hợp vào mỗi người có một cái cơ tánh khác nhau, và cái cơ tánh khác nhau đó nó phải phù hợp với những cái đề mục án xứ khác nhau, khác nhau. Và cái việc tu tập đó là nó có thể đạt đến, nó đạt đến. Còn ví dụ như là mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, vân vân, thì cái niệm đó như là chúng ta biết, chúng ta đặt cái niệm, chúng ta niệm ở Bhutto Đức Phật trọn lành, hay là Đức Bhutto là A-la-hán là bậc hoàn toàn giải thoát, ví dụ vậy. Chúng ta niệm thì cái tâm của chúng ta đó, nó còn ở trong cái từ ngữ, phân vào ở trong một chấp vào cái từ ngữ, và tâm của chúng ta nó cũng không hoàn toàn đạt đến cái định mà trở thành những cái định kiên cố, không đạt vào cái định kiên cố được, mà ở trong các ngài nó gọi đó là đạt đến cái cận định, tức là Upachara Samadhi, chứ không thể nào đạt được cái kiên cố định, tức là Appama Samadhi, tức là đạt đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền được. Thì đó cũng là một cái mở đầu, khởi đầu cho cái việc mà tâm mình đi đến cái sự kiên cố định, đạt được cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Thì đây là cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ qua cái câu hỏi mà Hòa Thượng Giác Đẳng vừa nêu. Chúng tôi cũng đã thấy hết giờ rồi, hết giờ rồi. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Và trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý Phật tử, quý tu nữ luôn được sự an vui tiến hóa. Bây giờ mời vị MC có trách nhiệm con thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng lên để đúc kết. Sa thú, kính thưa Thượng tọa Pháp Trân. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật. Kính tri ân chư Tôn Đức đã vào rụng để thuyết giảng định lễ như này.
Xin chào tạm biệt Phật tử. Thưa quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ có môn Phật pháp cơ bản và chúng tôi sẽ là vị giảng sư đảm trách. Chúc tất cả một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Phật Thầy Đạo. Sa-tu lành thay, chúng con thành kính tri ân và thường giác đẳng. Sa-tu lành thay, con mới tập đình nhà thì mặt đầy chúng trong rừng. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những dấu nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, không tu các hành lành, thành tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết chuông lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa từ công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giả. Sumangalang dakang dosa pas